Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục quay lại với một cái video review. Và đặc biệt là trong cái video ngày hôm nay thì mình có thêm một cái mini giveaway cho tất cả mọi người với hai gói Starbucks. Và cái cách để tham gia cái mini giveaway này thì cực kỳ là đơn giản. Anh em chỉ cần like và share cái video này, cùng với đó là đăng ký kênh này. Và sau đó anh em chỉ cần bình luận bên dưới cái video này một câu chúc gì đó thật sự ấn tượng theo cái cách của mọi người. Và sau đó thì mình sẽ lựa chọn ra hai cái bình luận mình thích nhất và ấn tượng nhất để tặng quà cho hai bạn may mắn đó nha. Và với cái cách giveaway như thế này thì hai phần quà chắc chắn sẽ tới tay những người chơi trên kênh của mình. Và nếu như lần giveaway này diễn ra thành công và đem điều gì đó niềm vui cho tất cả mọi người thì mình sẽ cố gắng để tạo ra nhiều cái giveaway trên kênh của mình hơn, để những anh em xem video trên kênh của mình cũng có một cái điều gì đó để mong chờ và có giá trị hơn nha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ trở lại cái nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là video review và đánh giá trải nghiệm con hàng Fred, một con hàng của câu lạc bộ Manchester United đến từ sự kiện Team Decision mà mình vừa thực hiện mua ngoài chợ với cái giá hiện tại là 8.7 triệu coin nha. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn cái formation phù hợp nhất cái vị trí của Fred mà anh em mình hay gọi là Fred Đại Đế nha. Mình sẽ chọn cái sơ đồ là 4-2-2-2. Với cái sơ đồ này thì sẽ có hai vị trí của CDM, mình sẽ dùng con hàng Frank Rijkaard, một huyền thoại của Hà Lan, sẽ đá cặp cùng Fred Đại Đế trong cái video review ngày hôm nay nha. Và đây cũng là cái con hàng cuối cùng trong cái bộ ba của câu lạc bộ Manchester United mà mình đã hứa làm review trước đó cùng mọi người. Trước đó thì mình đã làm Bruno Fernandes, cùng với đó là Ronaldo, con hàng over 98 cũng là một starter trong cái sự kiện Team Decision nữa nè mọi. Và đây là cái sơ đồ và tất cả những cầu thủ hoàn chỉnh trong cái video review Fred Đại Đế của mình. Với cái sơ đồ này thì mình nghĩ sẽ khá phù hợp với cái vị trí của Fred Đại Đế nè mọi. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem qua bộ chỉ số chi tiết của Fred nha. Với cái tên đầy đủ là Federico de Paula Santos. Wow, cái tên của người Brazil rất là dài anh em ạ. Và ngắn gọn xúc tích nhất với những anh em Việt Nam của mình là với cái tên Fred Đại Đế thôi. Một cái tên mang lại rất là nhiều tiếng cười cho mọi người. Với cái skill boost là Vision này, sẽ boost cho cái khả năng tầm nhìn của cầu thủ này được tốt hơn. Với cái bộ chân cũng khá là đẹp cho một con hàng vị trí CDM với over gốc là 95, là với cái bộ chân là lần lượt là chân trái sẽ là 5 vạch và chân phải sẽ là 4 vạch nha. Stamina của Fred Đại Đế thì khá là căng anh em ạ, với cái bộ stamina là 10 cục này, khá là ấn tượng với cái chỉ số này. Skill move sẽ là 4/5 sao, nhìn chung qua ba cái chỉ số này của Fred Đại Đế khá là căng và khá là đẹp. Với bộ chỉ số tốc độ cũng khá là cao anh em ạ, chạy nước rút sẽ là 99 và bứt tốc sẽ là 101 này. Khả năng finishing là dứt điểm của cầu thủ này thì khá là thấp, ở cái con số chỉ là 74 thôi. Shot power thì cũng chỉ là 89 nhưng mà cái tầm nhìn là 113, cùng với đó là chỉ số chuyền ngắn là shot passing sẽ là 117 nha. Bộ chỉ số reaction của Fred Đại Đế cũng được book ở cái chỉ số rất là cao là 123 này. Cùng với đó là cái nhận thức đánh chặn sẽ là 104 và cái zoom sẽ là 100 này. Với cái thể hình của Fred chỉ là cao 1m69, khá là thấp bé cho cái vị trí CDM anh em ạ. Với cái cân nặng là 62 cân và cái work rate sẽ là 2/2, một cái work rate khá là căng cho cái vị trí này cùng với cái thể hình này anh em ạ. Con hàng này sở hữu cái skill move Rolex cùng với đó là hai skill ẩn nha. Nhìn chung cái bộ stamina cùng với skill move của Fred thì khá là căng anh em ạ. Cái shooting chỉ là 81 thôi, cái bay ở cái mốc 100 này, agility sẽ là 103. Cùng với đó là cái work rate sẽ là 2/2, không biết con hàng này sẽ thi đấu như thế nào trong những cái trận đá head to head cùng với đó là vé tắt. Bây giờ thì mình sẽ tới cái phần set business và sẽ xếp những cái vị trí ưu tiên đặc biệt cho con hàng Fred trong cái video review của mình nha. Đó là cái tấm băng đội trưởng này, sẽ cùng với đó là hai tình huống đá phạt ngắn và phạt dài. Và cái vị trí ưu tiên cuối cùng là penalty cũng sẽ dành cho Fred trong cái video review ngày hôm nay. Và sau khi cài đặt xong cái phần set business này thì mình sẽ trở lại cái màn hình chính và sẽ vào phần cài đặt để chọn cái logo câu lạc bộ Manchester United, cùng với đó là cái bộ áo đấu của câu lạc bộ này. Trong cái phần này thì mình cũng có cài đặt cái chế độ đổi săn sau mỗi hiệp đấu, nếu anh em muốn thử cảm giác mới lạ mà ngược hướng một tí thì anh em nhớ chú ý cái phần này giúp mình nha. Và trước khi bắt đầu những cái trận đấu cùng mình trong cái bài review Fred thì anh em nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share cái video này giúp mình, và anh em nhớ tham gia cái mini giveaway lần này của mình luôn nha. Rất là đơn giản và mình muốn hai cái phần quà này đến với những người có những cái câu chúc ấn tượng nhất có thể. Và anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Ball nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ nhất á, thì anh em cứ liên hệ với mình trực tiếp qua cái số Zalo mình để bên dưới cái phần mô tả của video này. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.
Bây giờ thì anh em mình sẽ vào cái trận đấu đầu tiên trong bài review Fred, một con hàng đến từ câu lạc bộ Manchester United mà được rất là nhiều anh em yêu cầu và chờ đợi để xem con hàng Fred này sẽ thi đấu như thế nào nha. Trận đấu đầu tiên mình sẽ gặp đối thủ đến từ câu lạc bộ Cologne thuộc giải vô địch quốc gia Đức anh em ạ, Bundesliga, và đối thủ của mình với bộ đôi tấn công là Eusebio cùng với đó là Brighton Fernando Torres. Hai bên cánh sẽ là con hàng Neymar Junior và ở vị trí cánh phải sẽ là con hàng David Beckham over 94, một con hàng cũng khá là đặc biệt mà mình đã làm review trước đó. Bây giờ thì mình sẽ vào cái trận đấu chính thức đầu tiên nha. Đây là Jorginho, Carlos Alberto, đây là David Beckham, một tình huống chuyền bóng cho Eusebio. Mình sẽ cố gắng đưa bóng nhiều nhất có thể đến vị trí của Fred để con hàng này có thể trình diễn được cái khả năng thi đấu cũng như là chọn vị trí tấn công của con hàng này sẽ như thế nào nha. Cùng với đó là cái khả năng hỗ trợ phòng ngự của Fred sẽ ra sao. Và đây là hình ảnh của Fred anh em ạ. Với cái số áo 17 sau lưng, với cái thể hình là chỉ là 1m69 thôi, nhìn Fred khá là nhỏ bé. Ui, và đây là cú dứt điểm của Fernando Torres, một pha chọn vị trí và dứt điểm khá là khó của cầu thủ này. Và người đứng trước Fernando Torres trong tình huống bóng này lại là Fred anh em ạ, nhưng mà khá là bị động trong tình huống này rồi, rất là khó cho Fred để có thể ngăn cản được với một cú sút cực kỳ gần như thế này của con hàng Brighton Fernando Torres. Và đây là Fred, một pha phối hợp cùng Fernando Torres. Fred cũng đã chọn vị trí và di chuyển rất là nhanh phía bên trong rồi. Đây là Michael Ballack. Tình huống ngoặt bóng về, tiếp tục là những pha xử lý của Michael Ballack. Ôi, không được rồi. Một tình huống chuyền bóng đến vị trí của Fred đã rơi vào thế việt vị rất là sâu rồi anh em ạ. Khá là khó, đã thực hiện một pha double pass và chạy chỗ, nhưng mà trong pha bóng này thì Fred đã chạy hơi quá đà một tí rồi. Mình đã bị dẫn trước từ rất là sớm rồi, bây giờ phải cố gắng tập trung để đưa cái trận đấu về cái vạch xuất phát để có được một cái tâm lý đá tốt nhất có thể trong cái bài review ngày hôm nay nha. Đây là Neymar Junior, tiếp tục là một pha băng lên rất là khỏe của Vidic anh em ạ. Mình cũng sẽ dành thời gian để làm review về Vidic, anh em nhớ đăng ký kênh và chờ đợi mình nha. Đây là Deco, pha lao về cướp bóng rất là nhanh của huyền thoại người Bồ Đào Nha. Và đây là một pha thả bóng rất là hay của Neymar Junior, nhưng Ashley Cole đã không thể nào kiểm soát được pha bóng này rồi. Đã có một tình huống ném biên dành cho mình và người thực hiện đang là Vidic. Một pha ném biên về vị trí của Janetti. Đây là Socombo. Đây là Fredericard. Đây là Fred. Đang có những pha kiểm soát bóng trong chân. Đây là Fernando Torres. Henrik Larsson. Pha này thì BB đã lao lên rất là nhanh đây nè. Tiếp tục là Eusebio. Lần này thì Socombo đã phán đoán được tình huống rồi. Đây là Fredericard. Bóng hướng tới vị trí của Henrik Larsson. Tiếp tục là Deco. Fred vẫn đang duy trì ở vòng tròn trung tâm anh em ạ. Tiếp tục là Fernando Torres. Mình sẽ cố gắng ngoặt bóng về để cho cái khả năng lao lên của Fred được cao hơn anh em ạ. Mình nghĩ với cái vị trí CDM như thế này thì bắt buộc là những con hàng phía bên trên phải có những cái pha ngoặt bóng về thì Fred mới tự động dâng lên được. Và đây là pha cầm bóng của Fredericard, cơ hội. Ui, một cú dứt điểm cực kỳ mạnh của Michael Ballack nhưng lại không chiến thắng được thủ thành của đội bạn rồi. Và Michael Ballack là người thực hiện tình huống đá phạt góc này. Đây là Vidic anh em, khả năng tranh chấp và bật cao đánh đầu của Vidic thì không còn gì để chê rồi. Với thể hình cùng với cái sức mạnh khá là thừa của con hàng này, một con hàng Brighton mà mình vừa nhận vào ngày hôm qua. Tình huống đánh đầu rất là đẹp mắt của Vidic đã đưa cái trận đấu về vạch xuất phát rồi. Và trong những cái tình huống đá phạt góc như thế này thì mình quan sát được là từ vị trí bóng 2 hoặc là trong vòng cấm đều không có sự xuất hiện của Fred anh em ạ. Con hàng này sẽ đứng rất là sâu trong những cái tình huống phạt góc kiểu như vậy, vì con hàng này sẽ hỗ trợ phòng ngự từ xa nè. Và đây là một cơ hội phản công Fernando Torres. Đối đầu cùng con hàng BB, một con hàng cũng còn khá là ngon, một con hàng đến từ sự kiện UCL nè. Và đối thủ của mình trong trận đấu đầu tiên cũng thi đấu trong màu áo của cái sự kiện UCL đó luôn. Và quả áo này hình như là nhận từ Starbucks thì phải, nếu mình nhớ không lầm là như vậy. Đây là Fred với cái thể hình khá là bé nè, anh em có thể thấy được cái hình ảnh của Fred trong trận là như thế nào nha. Một con hàng có thể hình khá là nhỏ anh em, cùng với cái cân nặng chỉ là 62 cân thì cái hình ảnh của Fred trong trận nhìn khá là yếu anh em ạ. Tiếp tục là Henrik Larsson. Con hàng này với con hàng N'Golo Kanté thì mình vẫn thấy N'Golo Kanté có cái sức mạnh thể hình tốt hơn cái con hàng Fred này khá là nhiều. Con hàng này ở vị trí CDM thì nhìn kiểu nó hơi bất hợp lý một tí thì phải. Với cái vị trí mỏ neo cần cái khả năng tranh chấp và phòng ngự từ xa thì con hàng Fred này chỉ với cái thể hình 1m69 và 62 cân. Mình nghĩ đây không phải là một con hàng phù hợp ở cái vị trí này. Theo mình nghĩ thì con hàng này nếu có vị trí CM sẽ tuyệt vời hơn, với cái skill boost vision sẽ rất là phù hợp cho một con hàng CM. Đây là một tình huống ném biên dành cho đối thủ của mình. Một tình huống ném biên từ rất là xa nè. Đây là Fernando Torres. Ui, một cú dứt điểm hơi bị ảo của Fernando Torres nè. Một tình huống ném biên thật sự thành công của đối thủ của mình rồi. Một cú dứt điểm rất là khó cho thủ thành Iker Casillas có thể ngăn cản được. Tỷ số lại được nâng lên 2-1 rồi.
mình lại tiếp tục rơi vào thế rước đủ tỷ số này. Đây là Deco. Không được rồi, những pha tranh chấp như thế này thì khá là khó rồi. Nhưng mà Junior đang chơi một trận đấu cũng khá là được này. Đây là Fernando Torres, đối đầu cùng Alaba, không thành công rồi Deco. Và đây là Fred, trọng tài đã cắt còi rồi, đã có một tình huống phạm lỗi rồi của Deco tới vị trí của con hèn Steven Herrera. Và đối thủ đã tung Kylian Mbappe vào sân và rút ra sân là Eusebio. Đây là một tình huống đá phạt Alaba với một cú sút phạt cực mạnh lên phía bên trên. Đây là Jorginho, đây rồi, cơ hội Fernando Torres, đây là Fred, cơ hội Fred. Tuyệt vời, cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng dành cho Fred trong cái trận đấu đầu tiên rồi anh em ạ. Với chỉ số dứt điểm chỉ là 74 thôi, nhưng mà Fred có cú dứt điểm cũng khá là được mắt trong cái tình huống bóng này. Một pha xử lý skill open effect shot, sau đó là một cú dứt điểm bằng chân phải của con hàng này. Đó là cái chân 4 vạch nha, chân trái của Fred sẽ là 5 vạch. Nhưng mà với cái bộ chân hai chân đều thuận kiểu như thế này thì Fred dứt điểm cũng khá là được anh em ạ. Ở cái góc sút như vậy và với cái chỉ số finishing khá là thấp của Fred thì mình không nghĩ là Fred có thể ghi được bàn thắng đâu nè. Khá là bất ngờ với cái khả năng này. Tiếp tục là một tình huống phản công của đối thủ, tỷ số đã là 2-2 rồi và vẫn còn 10 phút thi đấu cho cái trận đấu đầu tiên nè. Iker Casillas đã lao ra ôm gọn bóng để có thể làm chủ được tình hình rồi nè. Đây là Michael Ballack, tiếp tục bóng hướng tới vị trí của Henrik Larsson. Fred vẫn đang di chuyển ở vòng tròn trung tâm nè. Mình có cảm giác như Fred di chuyển khá là cân bằng trong cái khả năng hỗ trợ tấn công cũng như là hỗ trợ phòng ngự này. Luôn luôn có mặt ở vị trí trung tâm, cái vị trí CDM của con hàng này. Tiếp tục là tình huống kiểm soát bóng của Henrik Larsson, Fernando Torres. Fred vẫn đang di chuyển khá là sâu trong cái tình huống phản công như thế này. Michael Ballack đã một con pha xử lý skill hơi bị quá đà rồi. Và tình huống ném biên dành cho đối thủ. BB là con hàng đang thực hiện quả ném biên này. Đây là David Beckham, bóng hướng tới vị trí của Frank Rijkaard. Tiếp tục vẫn đang là Henrik Larsson, Fernando Torres. Ui, cú dứt điểm này thì hơi vội rồi. Trong tình huống bóng này mình có thể thả bóng thêm qua bên cánh phải này, chắc chắn là cơ hội sẽ mở ra rõ ràng hơn. Và Ashley Cole bên phía đội bạn đang có những cái phàn nàn gì đó khá là khó chịu. Và đúng lúc này thì cái trận đấu cũng đã kết thúc rồi, với cái tỷ số hòa 2-2. Và trong đó thì có một bàn thắng ấn định tỷ số 2-2 của Fred ở phút thứ 72, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% cho cái trận đấu này. Và trong trận đấu này thì rõ ràng là Fred vẫn chơi rất là tốt ở cái vị trí của mình này, rất là chủ động trong những cái tình huống hỗ trợ tấn công cũng như là hỗ trợ phòng ngự của cầu thủ này. Và mình có cảm giác như đặt vị trí của Fred vào vị trí CM sẽ tốt hơn ở cái vị trí CDM, là một cầu thủ đánh chặn này. Mình thấy Fred hỗ trợ tấn công tốt hơn là cái mặt hỗ trợ phòng ngự một chút. Bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục vào luôn cái trận đấu thứ hai trong bài review Fred nha, để xem trong trận đấu này thì Fred sẽ thi đấu như thế nào. Và ở trận đấu này thì mình sẽ gặp đối thủ dùng bộ đội tấn công là Eusebio cùng với đó là Fernando Torres. Bên dưới hàng tiền vệ thì có nhiều cầu thủ khá là đặc biệt anh em ạ, những cầu thủ bay icon như là Socrates này cùng với đó là Gullit. Và con hàng CM sẽ là Milenkovic-Savic nha, một con hàng đến từ sự kiện Prince Outdoor. Và đây là Socrates. Và con hàng cuối cùng còn lại trong cái hàng tiền vệ của đối thủ sẽ là con hàng Willingham nha, một con hàng đến từ sự kiện Team Season. Có cả hình ảnh của Gullit nữa nè. Gullit đây là phiên bản Bay Icon nha, một con hàng này cũng được rất là nhiều anh em sử dụng nếu anh em yêu thích Gullit. Vì đơn giản cái phiên bản Bay Icon là một cái phiên bản có giá trị cao nhất game tới thời điểm hiện tại nè, giá trị đâu đó phải hơn 1.5 tỷ coi cho một con hàng như vậy. Đây là Fred, một pha tấn công đầu tiên, những pha xử lý skill open effect shot của cầu thủ này. Những pha xử lý skill của Fred thì mình cũng có cảm giác như không được mượt cho lắm anh em, cũng hơi bị cứng một tí. Rõ ràng là với cái skill boost vision sẽ không boost cho những cái khả năng là dribbling cũng như là ball control của cầu thủ đó rồi, sẽ boost cho những cái khả năng chuyền bóng và tầm nhìn của cầu thủ đó được tốt hơn thôi. Và đây là Fred, tiếp tục là pha cầm bóng của Fred, tình huống chuyền bóng tới vị trí của Henrik Larsson và Fred đã di chuyển bên trong rồi. Nhưng lần này thì Henrik Larsson đã tung một cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán để có thể hạ gục được thủ thành đối thủ rồi. Và tỷ số đã được mở ở phút thứ 21 của trận đấu. Và cầu thủ chuyền bóng để mở ra cơ hội cho Henrik Larsson là Fred, một cầu thủ rất là song sáo trong cái tình huống bóng này. Cái bộ chỉ số reaction của Fred cũng khá là cao và cái skill boost vision cũng boost cho cái khả năng reaction nữa. Đó là lý do vì sao anh em cảm nhận được cái phản ứng của Fred khá là nhanh trong những cái trận đấu head to head kiểu như thế này. Cái khả năng reaction khá là cao của cầu thủ này ở cái con số là 123, ở cái over gốc chỉ là 95, cùng với đó là skill boost cộng 14 nha. Một cái bộ chỉ số khá là đặc biệt và khá là đáng chú ý của Fred đây nè. Đây là Deco, bóng lại tiếp tục hướng tới vị trí của Fred rồi. Tiếp tục là một pha phối hợp cùng Fernando Torres. Đây là con hàng Michael Ballack. Mình sẽ cố gắng chủ động kiểm soát bóng để chờ sự phối hợp cùng Fred nha.
bỗng vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Fernando Torres. Và đây là Fred. Ui, đối đầu cùng Gullit đều khá là khó rồi. Với cái thể hình bé nhỏ như thế này thì đối đầu cùng Gullit 1m91 sẽ là một sự thất thế dành cho Fred anh em ạ. Đây là Henrik Larsson, Michael Ballack. Tiếp tục là phối hợp cùng Henrik Larsson, Fernando Torres. Cú dứt điểm cực kỳ nhanh của Fernando Torres, nhưng Ruben Dias cũng chơi khá là tập trung trong tình huống bóng này. Và đây là Michael Ballack, cầu thủ đang đứng trước tình huống đá phạt góc. Số combo không được rồi. Trong tình huống đá phạt này thì rất là khó nè. Số combo với tình huống dứt điểm kết thúc cái hiệp đấu đầu tiên, một cái hiệp đấu mà Fred cũng chơi thật sự năng nổ anh em ạ. Và người mở ra cái đường chuyền quyết định để cho Henrik Larsson lập công trong cái hiệp đấu đầu tiên. Ở cái hiệp đấu thứ hai này thì đối thủ của mình đã tung vào cầu hàng Kylian Mbappe nè, cũng không biết là phiên bản nào, và rút ra sân là cầu thủ huyền thoại Bồ Đào Nha Eusebio. Cùng với đó là cầu hàng Jude Bellingham cũng đã được rút ra nghỉ. Thay vào vị trí đó sẽ là cầu hàng Kevin De Bruyne. Đây là Fernando Torres. Bóng được chuyền tới vị trí của Fred. Pha xử lý skill của Fred. Và đây là cú dứt điểm của Fred. Tuyệt vời. Thật sự không ngờ với cú dứt điểm ấn tượng của Fred anh em ạ. Với cái chỉ số finishing rất rất là thấp. Từ đầu video thì mình khá là lo lắng về cái chỉ số finishing của cầu thủ này ở cái mốc 74 thôi. Nhưng mà anh em có thể thấy được là cú cứu lòng của Fred là ấn tượng như thế nào. Uầy, thật sự khó tin với bàn thắng này của Fred anh em ạ. Một pha phối hợp cùng Fernando Torres, sau đó thì anh chàng này đã tung ra một cú dứt điểm điểm 10 thật sự luôn. Vẫn không thể nào tin được cú dứt điểm của Fred lại thành bàn và đẹp mắt đến như vậy. Henrik Larsson vẫn đang là Fred anh em ạ. Một pha phối hợp cùng Torres và Fred vẫn đang di chuyển phía bên trong. Fernando Torres. Tuyệt vời, một cú dứt điểm một chạm của Fred lại nâng tỷ số lên 3-0 rồi. Và đã là cú đúp dành cho Fred trong cái trận đấu thứ hai rồi anh em ạ. Thật sự ấn tượng, thật sự đặc biệt và thật sự khó tin trong cái tình huống bóng này. Ui, một cú đỡ bóng một chạm bằng chân trái của Fernando Torres đã hạ gục được thủ thành rồi. Ui, khó tin thật sự với cái màn thể hiện này của Fred trong cái trận đấu thứ hai. Một con hàng mở đầu video mình khá là lo lắng với cái chỉ số finishing chỉ là 74, nhưng mà đã có hai bàn thắng trong cái trận đấu thứ hai đây mà. Và hai bàn thắng đến khá là đặc biệt. Tiếp tục là pha phản công dành cho đối thủ. Ashley Cole đã cắt được bóng rồi. Michael Ballack, đây là Henrik Larsson. Tiếp tục bóng được nhồi tới vị trí của Fred anh em ạ. Fred đang có một cái hiệp đấu thật sự bùng nổ rồi. Henrik Larsson lần này lại không chiến thắng được Matip rồi. Ui, một tình huống giật gót rất là ảo diệu của Fernando Torres anh em ạ. Và đây là một cơ hội dành cho đối thủ Kylian Mbappe. Lần này thì Zanetti đã can thiệp rất là chính xác rồi. Tiếp tục là Zanetti, cú dứt điểm của Kylian Mbappe lại không chiến thắng được hàng hậu vệ của mình. Đây là số combo, bóng lại tiếp tục được qua chân của Fred. Đây là Fernando Torres. Fred lại đang di chuyển lên bên trên rồi anh em ạ. Một con hàng thật sự lao lên rất là nhanh trong cái khả năng hỗ trợ tấn công. Đây là Michael Ballack, không thành công rồi. Kevin De Bruyne. Tiếp tục là Henrik Larsson, bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của mình. Lại là Fred phối hợp cùng Fernando Torres. Fred lại đang di chuyển rồi. Fred, ui, ấn tượng thật sự với một pha phối hợp cùng Fernando Torres. Sau đó là một tình huống đánh đầu đưa bóng vào lưới anh em ạ. Một cái hiệp đấu điểm 10 của Fred trong cái bài review ngày hôm nay. Và anh em có thể xem lại tình huống đánh đầu này của Fred nha. Người theo kèm Fred trong tình huống bóng đó là con hàng Gullit, một con hàng có cái thể hình rất là đặc biệt nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Fred trong cái cơ hội tấn công của cầu thủ này. Ui, khó tin thật sự, đây đã là cú hat-trick của Fred trong cái hiệp đấu thứ hai rồi anh em ạ. Khó tin thật sự hơn cả những gì mình mong đợi nữa. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc cái trận đấu thứ hai rồi. Một cái chiến thắng 4-0, và trong đó thì có một cái điều rất rất là khó tin với cá nhân của mình. Và mình tin chắc là những anh em đang xem video review này cũng không thể nào tin được là Fred có một cái trận đấu xuất thần đến như vậy luôn. Một cú hat-trick dành cho cầu thủ này và ba bàn thắng đều đến rất là đẹp. Quá tuyệt vời và quá đẳng cấp, hơn cả những gì mình nghĩ, hơn cả những gì mình tưởng tượng nữa. Mình không tin là Fred có thể thi đấu một cách ấn tượng đến như vậy anh em ạ. Và mình giữ vững cái quan điểm của mình là cầu thủ này sẽ phù hợp hơn với vị trí CM hơn là một vị trí tiền vệ đánh chặn anh em ạ. Mình thấy được là cái khả năng hỗ trợ tấn công của Fred cực kỳ cao trong cái phiên bản này anh em ạ. Và cú hat-trick vừa rồi là minh chứng cho điều đó nha. Con hàng này lao lên rất là nhanh và rất là nhiều trong những cái trận đấu head to head. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái trận đấu cuối cùng trong bài review Fred nha, trong cái chế độ VATAC, và để xem trong chế độ này thì Fred có cơ hội để tham gia những cái cú dứt điểm hay là không. Và với những con hàng CDM trong chế độ VATAC như thế này thì thật sự rất là khó cảm nhận anh em ạ. Chỉ có những cái tình huống cố định thì may ra mình vẫn có thể chứng kiến được Fred ghi bàn thôi.
vì trong cái set basic thì mình đã cài đặt những cái chế độ ưu tiên dành cho cầu thủ này rồi. Đây là Frandricat, một con hàng CDM đã cập cùng Fred trong cái bài review của mình, là một pha căng ngang vào trong cho Henrik Larsson có thể ghi bàn. Lại là Henrik Larsson, những cú dứt điểm của bộ đôi tiền đạo bên trên thì khá là chất lượng rồi anh em ạ. Michael Ballack, chất lượng thực sự, một con hàng CDM mà được rất là nhiều anh em săn đón ấy được. Michael Ballack với phiên bản Event Icon, một bài review với quá nhiều cảm xúc của mình luôn anh em. Thật sự ấn tượng, thật sự không tin, thật sự không ngờ được hơn cả những gì mình mong đợi trong cái trận đấu thứ hai bài review Fred. Với cú hat-trick thần thánh của cầu thủ này, mình không tin được anh em ạ. Với bộ chỉ số finishing chỉ là 74 thôi, nhưng mà con hàng này đã để lại dấu ấn cực kỳ mạnh trong cái trận đấu đó. Và đây là Fred, cơ hội dành cho Fred vẫn còn. Nguy của dứt điểm bằng chân trái là cái chân thuận của con hàng này. Vẫn có bàn thắng dành cho Fred, nhưng trọng tài lại cho thực hiện lại tình huống đá phạt anh em ạ. Khá là mất thời gian, và với cái tình huống đá phạt hàng rào thì Fred vẫn đưa được bóng vào lưới. Chỉ số shot power của Fred thì đúng như cái bộ chỉ số đó là khá là yếu anh em ạ. Mình có cảm giác như cái tình huống đá phạt hàng rào vừa rồi của Fred thì bóng đi rất là yếu luôn, nhưng vẫn có thể đem về được bàn thắng anh em ạ. Với cái tình huống dứt điểm của Fred thì mình thấy cái bộ chỉ số finishing cao hơn cái bộ chỉ số thật. Nhìn chung thì đây là một con hàng khá là đáng để trải nghiệm anh em ạ. Một con hàng khá là thú vị trong cái chế độ head to head. Và cuối cùng thì cái trận đấu về tất cũng đã kết thúc với cái chiến thắng 11-10 rồi. Một chiến thắng cực kỳ sát nút luôn anh em ạ. Anh bạn bỏ lỡ một red gen, nếu không thì trận đấu này cũng đã hòa rồi. Và trong đó thì Fed cũng đã để lại ấn tượng với một cú sút phạt hàng rào của mình. Chỉ một cơ hội duy nhất cho Fed trong cái chế độ về tất thôi. Và đó cũng là tất cả những gì có trong cái video review ngày hôm nay của mình. Fred là một con hàng khá là chất lượng ở vị trí CDM anh em ạ. Một con hàng rất là tuyệt vời trong cái vị trí này. Một con hàng rất là đáng trải nghiệm trong cái phiên bản FIFA Mobi 22. Và nếu có thể thì anh em có thể sắp con hàng này vào vị trí CM để cảm nhận tốt hơn cái khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ này nha. Còn về cái mặt hỗ trợ phòng ngự thì mình thấy Fred vẫn làm tròn cái nhiệm vụ của mình thôi. Không phải là một con hàng tốt trong cái vị trí hỗ trợ phòng ngự ấn tượng đâu, vì con hàng này không có một cái thể hình đặc biệt như những con hàng CDM khác. Và đó là những cảm nhận của mình. Mình sẽ chấm điểm Fred ở cái mức điểm là 9/10. Còn anh em khi xem video của mình có cảm nhận và đánh giá như thế nào về Fred thì anh em cũng có thể chia sẻ vào phần bình luận giúp mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share video ủng hộ giúp mình nha. Và đừng quên là tham gia cái mini giveaway cùng mình trong cái video ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.